Thưa quý vị, sáng nay dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc phiên họp thứ 31. Dự kiến trong 3 ngày rưỡi làm việc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét 10 nội dung quan trọng và tiến hành chất vấn, trả lời chất vấn trong lĩnh vực phụ trách của Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh trọng tâm của phiên họp lần này sẽ là công tác lập pháp. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý đối với 7 dự thảo luật, bao gồm Luật Thủ đô sửa đổi, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản, Luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, Luật đường bộ, Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, Luật công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp, Luật tổ chức tòa án nhân dân sửa đổi. Chủ tịch Quốc hội cho biết, trên cơ sở các chính sách đã trình thì cũng có những thay đổi rất sâu sắc cả về nội dung và kỹ thuật lập pháp. Do đó đề nghị Thường vụ Quốc hội tích cực đóng góp ý kiến, đảm bảo chất lượng các dự án luật trước khi trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 7. Đáng chú ý, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến dành một ngày 18 tháng 3 để tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn đối với hai nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực phụ trách của Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính. Trong đó, nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính tập trung vào các nội dung như công tác quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh bảo hiểm và các hoạt động dịch vụ thuộc lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, việc thẩm định cấp phép hoạt động của các công ty làm dịch vụ liên quan đến tài chính, việc thực hiện pháp luật đối với hoạt động kinh doanh sổ số, đặt cược, casino và trò chơi điện tử có thưởng. Nhóm vấn đề chất vấn thuộc lĩnh vực ngoại giao tập trung vào các nội dung như công tác bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài, tình trạng vi phạm pháp luật của công dân Việt Nam ở nước ngoài và của người nước ngoài tại Việt Nam, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ngư dân Việt Nam, hoạt động xúc tiến và quảng bá du lịch Việt Nam với thế giới, giải pháp tăng cường phòng chống tham nhũng tiêu cực trong hoạt động ngoại giao. Các nội dung chất vấn này thì sẽ được phát thanh truyền hình trực tiếp và có kết nối với đoàn đại biểu Quốc hội các cái tỉnh, thành phố, có sự tham gia của một số phó thủ tướng và một số các đồng chí bộ trưởng, trưởng ngành có liên quan. Dự kiến thì Thường vụ Quốc hội cũng sẽ tổ chức cùng với Chính phủ tổ chức một cái cuộc họp để chuẩn bị cho cái nội dung chất vấn này. Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết trong tháng 3 sẽ còn phiên chuyên đề về xây dựng pháp luật và phiên họp thường kỳ của tháng 5 sẽ cơ bản hoàn tất các nội dung có liên quan đến việc chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7.